quá, kẹp trung cái nách rồi. Chết thiệt. Trang ơi, Trang dự bị ơi. Ai kêu ta đó, mặt chó ta đây. À, chó ơi, là thiếp đây. Thiếp là ai? Ra đây, ta xử nó một lượt. Ồ, mau lên nào. Thật là kỳ cục, là thiếp đây, Dương Nữ Yên đây. Kìa, nàng Dương Tử Yên của ta. Đây, thiếp đây, tại sao là người yêu mà chàng không nhận ra chứ? Ta tát vô mặt một cái là cắm đầu xuống đất liền với cha. Càng ngày nàng càng bệnh nặng hơn rồi. Ta nghĩ làm sao vậy hả? Nói chuyện với ta mà nàng có thể dùng những cái lời lẽ thô bỉ, chợ búa, nàng như mấy con mẹ bán cáo mà chở nói chuyện với ta là sao? Thiếp xin lỗi, nhưng mà tại vì chàng không nhận ra thiếp, mà người yêu mà không nhận ra nhau thì ta tát cho một cái là cắm đầu xuống đất biết chưa? Kha khe. Khe cái gì mà kha? La nữa đi, cho tắt tiếng chơi. Chàng ơi, sao hôm nay không khí thiếp sợ quá. Ngày hôm nay là ngày luận kiếm võ lâm ở Bạch Đằng Giang. Hả? À không, Tụ Điền Trang. Ồ. Thành thử ra ngày hôm nay chúng ta phải tìm được một võ lâm minh chủ có võ công cao cường bậc nhất, nên ta sợ địch nó tới, nó địch mình bại, nên phải giả dạng như thế. Ta lo đâu có thừa, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà nếu như mà kẻ nào có thể tranh lại cái quyền bá chủ võ lâm với chàng, không ai địch lại ta. Đúng rồi, cho nên nếu như mà nó địch lại chàng thì tát cho mặt nó một cái, nó cắm đầu xuống đất. Đó là vũ khí lợi hại nhất của thiếp. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng tát nó mà nằm cái đầu nó không cắm xuống đất? Thì cái đầu thiếp sẽ cắm xuống đất. Chính xác, chúc mừng thiếp. Chàng ơi hãy cố lên, bởi vì xung quanh ta rất là nhiều cao thủ võ lâm, nếu như chàng không có thể nào thì ta sẽ tát cho mặt nàng. Chúng ta thật là tỉnh táo. Bây giờ chàng hãy vô đây nghỉ ngơi đi, dưỡng sức đi, để biết đâu rằng có một kẻ nào đó đến đây để chúng ta có thể chiến đấu lại thì sao chứ hả? Ta nghĩ là khi mà mọi người tới đây, nếu như chúng ta đánh không lợi, nàng chỉ cần nói chuyện cho nó nhức đầu là nó đã đủ chết rồi. Yên tâm, hãy để tiếp sức. Chàng nhức đầu à? Thiếp xin lỗi. Chưa gì ta thấy là tinh thần ta không bình ổn rồi. Lát nữa nó tới, chưa chắc ta muốn lời nó đâu. Vậy hả? Thiếp xin lỗi. Là do thiếp đó. Thiếp xin lỗi chàng, thiếp xin lỗi chàng. Mà cái đám này cũng ghê gớm thiệt. Sao ghê hả chàng? Hẹn nó mà nó không tới, nó định câu giờ để vợ chồng chúng ta buồn ngủ. Nó tới nó đập vô mặt chúng ta, nó tát vô mặt chúng ta, cắm đầu xuống đất. Nó xài vào dây thun mà. Nó xài vào dây thun rồi. Quá trễ rồi. Có ai không? Có ai đến đánh lộn không? Có ai không? Hỡi người ơi. Ta tới rồi đây. Cái gì? Người là ai mà mặt có vẻ sệ quá vậy? Đó là bao chữ kia bán bánh bao. Cấm miệng. Hai thứ mày khùng à. Làm cái gì có chuyện bao chữ bán bánh bao ở đây? Ta tự giới thiệu, ta là ban chủ cái bang Kiều Phong Lâm. Thì ra ngươi là Kiều Không Long à? Cái gì? Kiều Phong chứ không phải là Kiều Không. Nè, ngươi là Kiều Phong hay là Kiều Phong Long hay là Kiều Phong và Long? Hai ngươi luyện võ mà không luyện văn, dòm cho kỹ và lắng tay cho thật rõ. Kiều Phong Long. Ôi Phong Ba Bảo Tố vừa táp vô mặt thiếp ướt nhẹp. Ta nói cho người nghe, không phải võ công cao cường là tốt đâu, mà điều quan trọng hết là phải biết vệ sinh răng miệng. Không nên không đánh răng như vậy trước khi ra đường. Đó là vì nội công tôi quá thâm hậu thôi. Không phải, mà do cái bao tử người thúi thôi. Cấm cho người nghe, Kiều Phong ngày trước Hồng Thất Công, ban chủ đời thứ 18 của cái bang, được biết đến như một lão anh hùng hào kiệt, võ công cao cường, chứ không phải là cái loại tài chân hình like Facebook của nhà ngươi. Nói cái gì? Ha, mày bóng nữa rồi kìa. Ta không phải bóng đâu, đây là môn võ bi kiếp võ công của ta đó. Võ gì mà rắn dữ vậy? Một lát ngươi sẽ biết. Đường đường là bang chủ của một cái bang, tại sao ngươi có thể đàn bà đến như vậy được chứ?
Đó là cái gì? Ta quá luyện khổ cực, cho nên ta đã hơi biến đổi một chút xíu thôi. Cái bang ngươi là bang gì mà sao đàn bà dữ vậy? Ta là bang chủ cái bang. Có nghĩa là gì? Là gì? Là chủ một cái bang toàn giống cái. Trời đất ơi, thôi chết rồi. Trời ơi, như vậy là cái bang đã luận bại rồi. Mà bây giờ nó đang trở thành một cái bang của mấy con quỷ cái. Cha chả. Cái gì? Tại sao ngươi đến đây có một mình, còn đệ tử của ngươi đâu? Đối phó với hai ngươi chỉ còn một mình ta là đủ. Quan đệ tử của ta rất là bận rộn, tụi nó phải đi đâu làm ăn. Làm ăn? Cha ơi, đệ tử của hắn làm ăn cái gì vậy chàng? Ăn xin thôi nàng. Ăn xin à? Nói bậy. Giang hồ hành tẩu không có được xúc phạm nghề nghiệp người khác. Ngươi ăn xin, tao nói ăn xin chứ tao có xúc phạm gì hẳn ngươi đâu. Không phải là ăn xin. Cái là không ăn xin thì là gì? Mà là xin ăn. Hả? Ủa, khác nhau hả cha? Ta tát cho một cái cách đầu trời đất. Nó khổn lắm. Tát cái gì mà tát hoài vậy? Nó khác nhau chứ. Ăn chỗ nào? Xin với xin ăn khác nhau chỗ nào? Xin ăn là xin rồi mới ăn. Một cách lịch sự đàng hoàng. Còn ăn xin, ăn rồi mới xin, đó là gọi ăn giật, hiểu chưa? Chà, chà. Cái con bóng bất chấp kia, cái gì thì cũng bắt bẻ được. Hồi nãy tao nói ăn xin thì ngươi bắt bẻ, nếu tao nói ăn mài, ngươi có dọn ngươi nói mài ăn đi. Sao? Đừng có tức, nọng nó xà xuống. Sao? Ai? Anh gì? Ai? Ai xuất hiện nữa vậy? Cha ơi, cẩn thận, cha ơi. Ai? 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 Mày ho lao hả? Mày ra mày ho thấy ghê vậy? Hey. Tôi là ai? Tân túc lão tiên, pháp luật vô biên, sừng tên thiên hạ, cao thủ võ lâm. Tân túc lão tiên, pháp... Ây da! Ây da! Ai cho mày ra mày xả rác, mày điên rồi mày đứng mày phát tờ rơi mày? Hả mày? Mày khùng hả mày? Tôi là đệ tử của tân túc lão tiên. À, thì ra là đệ tử của tân túc lão tiên. Đúng vậy. Mày là sinh viên tử túc phải không mày? Hey. Cái gì? Đệ tử của tân túc lão tiên nè Hoàng. Tân túc lão tiên pháp lực thôi. Một lát mày lụm nghe mày. Mày xả. Mày tin tao. Sao mà lại với từ nhàn bạc hoài vậy hả? Cái thằng này nó đứng như ngã tư hoài nè. Tư phụ của tôi dặn là đi tới đâu gặp đối thủ phải hô hết như vậy, như vậy mới làm cho người ta sợ. Mày sợ à? Mày sợ à? Mày quần chúng mà mày la như giặc vậy đó. Bây giờ quan trọng là cái thằng cha cố nội, cái ông cố nội mà tử túc lão tiên đâu rồi? Sư phụ của tôi ở đây. Tân túc lão tiên pháp lực vô biên, đơn thân như bà không lại nhớ lắm. Ôi thế còn chạy hoài vậy? Ai biết đâu ơi, ổng đâu? Ổng ở đây. Tân túc lão tiên pháp lực vô biên, đơn thân như bà không lại nhớ lắm. Đâu? Khỏi thấy con gì chạy hoài. Ai biết như vậy mà con nói hả? Ổng đâu? Sư phụ tôi ở đây. Tân túc lão tiên. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai quánh gì vậy? Hiểu mày. Sư phụ, tao sợ mày nhục, mày đưa tay bên kia mà tao đứng bên đây tao chạy qua bên góc đó để tao đi ra cho mày đúng tâm lý mày. Tự nhiên mày đổ qua đây, thôi kệ tao cũng chạy qua đây. Rồi cuối cùng mày chỉ qua bên kia lại, khốn nạn. Tại con thấy sư phụ chạy lố chớn quá, con chưa có phản ứng kịp, con chỉ lại. Ai biểu nè, ai chuẩn bị vô nè. Đây là thi đấu. Dạ, yeah, để con lấy lại tinh thần. Tinh tốc lão tiên, pháp lực vô đi. Rồi chết luôn, chôn luôn, rải luôn, rải cho tiền bạc luôn. Khốn nạn, tại sao? Tại sao dám cắt hình của má tao rãi như vậy? À, cái gì? Không có giấy lấy hình của má tao mà cắt à? Dạ, dạ, dạ. Trời ơi. Đúng gì? Dán lại nghe chưa? Dạ, 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 dạ. Giấy này mày lấy Thu Trang Gia Trang ra phải không mày? Hả? Mày lấy Thu Gia Trang ra đúng không? Phải không? Đúng vậy. Thằng này thật là quá đáng. Hình thờ của má tôi trên bàn thờ mà nó lấy xuống nó cắt nó rãi chơi vậy đó. Thôi đi. Ta đã nhớ Thu Trang Sư Thái là một người đức cao vọng trọng. Bà ta đã quá cố lâu rồi. Người chết không nên đụng vào. Đúng. Nè, cái thằng được trả lương để la làng kia. Dạ. Cái gã mặc áo xanh lè kia là ai? Đây là tên túc lão tiên pháp lực chưa biết không lệnh thiên hạ. Tao nghe mày nói rồi, tao không cần cái đội sao mày. Thằng điên, mày dư hơi quá. Ông mới dư hơi đó. Bây giờ để tao hỏi nè, thì ra là tên túc lão tiên pháp lực chưa biết không lệnh thiên hạ cao thủ giỏi lắm. Cái chỗ này là tao nói được rồi. Dạ, 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 dạ. Nó nhiều cái máy vậy trời, bấm nút là nó nói nè. Tên túc lão tiên pháp lực chưa biết. Cho cô đi nè. Thì lâu cái cánh nhậu đất nha. Mới đó mà lây lẹ vô à. Nghe đây. Tinh túc lão tiên pháp lực vô biên không lệnh thiên hạ cao thủ võ lâm. Tinh túc lão tiên. Tao lại mày nè. Tao lại mày ha. Tao lại mày nha. Nè, ba đường lây qua đường nào mà lẹ dòng cứu nội hả? Đường liệu. Để yên ta nói chuyện với người ta nha.
phải có cái sự chào đầu để khi mình giết nó mình biết nó lại nha. Lui lại được không? Nói chỉ với người nào nhìn mặt người đó, đứng nguyên cục thịt ở đây ai mà ngó được. Lùi lại đi. Ông đứng sâu lắm mà cái mặt ông bự quá nên mà ông bị dồ ra đó. Lui tao lui à? Tao lui. Lùi cũng bóng. Nào, chúng ta cùng lên. Trời ơi. Lên bóng hơn. Tinh túc đạo thiên. Pháp lực. Tao me sẵn rồi mà cũng còn pháp lực. Tao me rồi đó. Tinh túc đạo thiên. Dạo này công việc kinh doanh của nhà ngươi thế nào rồi? Cái gì? Kinh doanh cái vụ gì? Bán bún mắm đúng không? Làm cái cây đó là để quất ruồi chứ gì? Hả? Dám sỉ nhục ta. Mấy hôm nay tôi lên núi Võ Đang để luyện tập. Chờ tới ngày này xuống đây để trừng trị nhà ngươi đó. Ngươi đừng đùa. Với công lực của nhà ngươi mà đòi xưng danh Võ Lâm mà. Tôi tát cái chấm động đó kìa. Ổn sợ. Được. Nói nhiều làm gì chỉ bằng hành động. Lâu là. Dạ. Đem 4 chung rượu ra đây. Uống xong 4 chung rượu. Trong 4 chúng ta chỉ có 3 đứa được về. Đứa còn lại phải nằm lại chỗ này. Nè, xàm xí đú vừa thôi. Trước khi tranh đấu võ công mà còn đợi ngươi nhậu xong nữa hả? Uống rượu vô thì ta mới đủ bản lãnh để đánh lộn. Nói một cái chuyện quan đường như vậy mà nghe được. Nàng thấy sao? Hắn rất có lý. Trời ơi, nó ngu dễ sợ, nó bán đứng chồng nó luôn. Thôi được rồi, phu nhân ta đã đồng ý. Đấy. Đây. Ôi, mày mời giọng mẹ ai mà thèm uống hả mày? Mày mời mày phải mời đàng hoàng lịch sự. Mày mời cái kiểu mà mày nạt cái mặt ta ai thèm uống. Mày mắc cười quá à. Ô cha, nó uống không vừa một ly luôn mới chết chứ. Ừ, ngon lắm. Còn dính cái son ở đây luôn nè. Dạ. Ê. Con đàn bà mất nết kia. Rồi nó mời rượu uống vậy rồi nó đưa rượu độc rồi làm sao? Thiếp biết chứ, thiếp là người rất thích uống rượu. Cho nên thiếp biết trong 4 cái chung rượu đó có một chung rượu độc. Cho nên thiếp uống hết tất cả 4 chung. Và thiếp biết chắc chắn trong đó có một chung rượu là chung rượu giải. Cho nên thiếp uống hết cho nó an toàn. Sai rồi. Dù gì? Cả 4 chung đều có độc. Thấy chưa, nó không cần tác vào cũng cắm động đất rồi, thấy chưa? Đừng vậy đi. Nó giỡn đó. Giỡn thiệt à? Giỡn. Ta biết là giỡn đó chứ. Cho nên ta giả bộ xíu thôi. Giỡn, ta cũng giỡn mà. Đừng nói nhiều nữa. Chiến đấu đi. Thôi được rồi. Hãy xem video tiêu của ta đây. À, chàng ơi, cẩn thận chàng ơi. Hãy cẩn thận chàng à. Ôi, thật là nguy hiểm. Ê, mày phóng liền đi, mày nhá hoài mày. Từ từ. Lấy. Ba cái cây phi tiêu rẻ rúng này chỉ để được ở hội chợ lô tô thôi. Ngươi phi 8 cây chứ gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sai. Tao phi tới 10 cây lận. Cái gì? Ngươi phi 10 cây tại sao trong tay ta chỉ có 8 phi tiêu? 2 cây còn lại đâu? Trong nách con. Hả? Sơ phụ, sao chú quăng vô nách con? Sao phóng đường này mà ra đường đó vậy? Trời ơi, không cao siêu. Nách tao bị tét hay sao tao phóng dây mà cái phi tiêu nó lăn qua đây được? Người có quăng lộn boomerang không? Không biết nữa. Tiếp kêu. Mày không phục, mày cũng phải phục. Phục đi, học mau. Bây giờ đến phiên con Kiều Phong Lâm. Được. Các ngươi sẽ biết bí kíp võ công của ta lợi hại như thế nào. Cẩn thận chàng ơi. Võ công của hắn rất là cao cường. Chàng hãy đề phòng hắn. Hắn chuẩn bị ra tay. Ôi, thật là nguy hiểm. Cẩn thận chàng ơi. Hắn đã xuất chiêu rồi. Cẩn thận chàng ơi.
công lực của nhà ngươi thật sự là gì? Xô ra đi. Đó là tuột canxi. Trời ơi, Kiều Phong tuột canxi rồi chàng ơi. Kiều Phong với tiệc Chiêu Giang Long Thập Bát Trưởng đâu rồi? Chắc Kiều Giang bán cơm tấm chứ Kiều Phong gì được. Á rồi không làm quá gì hết trơn á. Quá múa cho dữ vô. Thôi được rồi, bây giờ tất cả mọi người đều đã bại dưới tay ta. Ta vẫn là quá chủ đó lắm. Đơn không à, oh. Đến phiên ta ra tay đây. Nhạc mới nói gì? Chà chà, ta đường đường cũng là cao thủ võ lâm, chẳng lẽ ta lại nhường cái chức ban chủ cho ngươi sao? Thật là phi lý. Vợ chồng mà tính lộn với nhau à? Sao lại không chứ? Vợ thì vợ, chồng thì chồng, danh chức thì vẫn danh thôi. Nói như vậy đây là family nổi chiến à? Yeah, xem túy quyền của ta đây. Nếu còn không vững mà đồ đánh ta, hãy xem đây. Yeah, ta sẽ giết cái tên gian tủ này. Yeah. Trời ơi, quá đáng mà. Một mình nó không hay nữa. Hãy xem đây. Nãy giờ vẫn chưa đâm trúng mà. Dương Tử Quỳnh. Bay, ta là Dương Ngữ Yên. Đặt cái tên chi cho khó nhớ. Bây giờ nàng đã phán bội ta luôn rồi. Bay, không niệm tình xưa nghĩa cũ nữa. Tình xưa nghĩa cũ là gì? Ta sẽ tát vô mặt nàng để nàng cắm đầu xuống đất. Xem ai tát ai. Ra tay đi. Dạ ngài là chúa muôn loài, nàng gồng gánh sáng thai. Trời ơi, đánh nhau dở rồi mà còn hát dở nữa. Trời ơi, cái gì đây? Cái gì đây? Mấy người, mấy anh, mấy chị làm cái gì đây? Chúng ta đang đại chiến võ lâm. Ồ, nè, người có phải là Lý Mặt Sầu không? Ba của Lý Mặt Sầu. Lý Mặt Rệp à? Ồ, trời ơi, Lý Mặt Rệp à? Cái gì? Ngươi thuộc môn phái nào? Ngươi có phải là Diệp Tuyệt Sư Thái phái ngươi tới đây không? Ngươi tên gì? Kiều Phan Lâm. Giàn quá, ngày sau già dữ vậy. Trời ơi, khổn. Xúc phạm. Biết ta là ai không? Đó ai? Là Tự Túc Tiên Sinh. Ồ, vậy à? Cái gì? À, tên ta là tên gì ta quên luôn rồi. Ta cũng quên rồi. Tá Túc Tiên Sinh. Mời Tá Túc Tiên Sinh mời các vị vô uống thuốc. Ôi, lúc vậy? Hả? Nghĩ sao? Nói vậy hả? Sao? Tụi ta vậy mà nó nghĩ sao mà uống thuốc điên? Ông có bị điên không vậy hả? Chúng ta là những cao thủ võ lâm, làm sao mà điên được chứ hả? Đúng rồi. Ông nghĩ sao vậy hả? Dạ dạ không, dạ không, dạ không. Mấy người tỉnh, mấy người tỉnh. À, dạ có một mình con điên. Dạ có một mình con điên. Ừ. À, nói vậy nghe còn vậy thì hãy tính vô hùng với tụi ta đi. Phan, mà đổ đâu ra gì nhiều dữ vậy? Ta đó, một tay ta ăn cắp mang về đó. Người biết không, có một bà trưởng đoàn hát, người đó đến đây thăm con. Và trong thời gian hai mẹ con tâm sự, ta đã lén lút lấy bộ đồ hộ để đây, để về chia tất cả mọi người cùng mặc. Đang làm gì? Đang làm gì? Cái gì? Đang đại chiến. Mà chết chỗ Lâm. Ai được rồi, ai được rồi? Chưa được, bất chưa được lại. Chưa có ai được cả. Được là ngươi vô. Rồi rồi, vậy thì về uống thuốc đi rồi trở ra họp tiếp. Uống thuốc gì? Nghĩ sao ta đi đây vậy hả? Ta đi được chứ? Thuốc an thần. An thần là gì? An thần để ngủ. Ngủ rồi dậy đánh tiếp. Cái gì? Chị cưng. Ngủ cho có sức. Nè, cái tên kia, người dụ ta uống thuốc để ngủ để người lấy chiếc võ làm minh chủ, đúng phải không? Như vậy là nó định làm cho chúng ta ngủ để nó đoạt cửu âm chân kinh. Đúng rồi. Rồi, ngươi định tranh bá với chúng ta và ngươi đã ám sát chúng ta để lấy cái chức đó. Bà, nghe chúng ta phải không? Anh em đâu? Dạ. Hợp lại giết hắn đi. Dạ. Tất cả dừng tay lại. Ta sẽ dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Cái gì? Kim Tiêm Đại Pháp. À, là con gái chưa một lần yêu ai, nhưng về tương lai mà đã...
nhọc nhanh, nhọc nhanh. Thôi, em làm gì vậy? Chị đang hát mà em ca lên làm hết hồn hết vía à. Trời ơi, chị ơi đừng có ngồi trên cái thành diễn năm mới được xuống chị. Sao ơi vậy? Ở đây ngồi mát lắm. Xuống liền lẹ. Không. Xuống liền. Không. Em sợ quá chị ơi. Không, ở đây ngồi mát nè, tát nước nè. Diễn có ma đó bà nội. Hả? Cái gì ghê vậy? Gì không em? Chị ơi, chị nói cái gì ghê vậy? Đã bao nhiêu lâu rồi em dặn là chị không có được ngồi trên cái giếng đó. Trời, chị đây, không nghe lời nghe. Em chị không sợ sao? Em sợ quá, em sợ quá. Mặt em sợ mà sao em đơ quá vậy? Cha mẹ em sinh em ra ngay ngày rằm tháng 7 làm như cô hồn nhập em hay sao? Mặt vui mặt buồn gì cũng có một mặt, nhưng hãy nhìn vào gương mặt em hiện nay, chị biết rằng em sợ quá, em sợ quá. Em ơi. Dạ. Nó cũng có một cơ mặt hà. Ráng tưởng tượng đi. Em ơi, nhưng mà em nói cái giếng này có ma là sao vậy? Em sợ lắm. Bởi vì mày biết mày sợ rồi mày ơi. Đi qua đây. Em đã diễn tả cho chị hiểu cho câu chuyện sinh động hơn thôi mà. Nãy giờ chị muốn hỏi em để em trả lời nhanh nhanh như chị đã sợ rồi. Mà gặp em rề rà em ngồi xuống kể chị nhanh nhanh coi. Em sẽ kể vắn tắt để chị không sợ. Đúng rồi, sao? Dạ thưa chị, cứ vào những ngày trung thu trắng tròn, những lúc lá vàng không còn một chiếc trên cành, tiếng gió rỉ rả rít bên lỗ tai em, mưa sấm báo cùng chớp giăng trời với những ánh sáng chói lóa, ánh sáng chói lóa quanh đây. Người ơi cùng ta hát lên nào, quên lên nào. Ủa gì vậy, gì vậy? Cái gì vậy? Dạ. Trời, cái gì vậy trời? Nó đang kể rùng rợn quá mà sao tự nhiên đứng nó nhảy luôn vậy? Xin lỗi chị Mê Đồng Nhi, cái con ca sĩ mới được tuyển vào cung. Em xin lỗi chị. Trời ơi, bây giờ em kể lại câu chuyện này. Rồi. Cứ vào mỗi mùa trăng rằm. Cái đó kể rồi. À vậy hả? Ừ. Em kể lại để chị hiểu rõ hơn về thời gian và không gian của câu chuyện. Rồi, kể đi. Từ dữ duyên sẽ hiện lên vài thứ không cầm nắm được, nó bay lởn vởn trong hoàng cung, rồi nó ghét con nào hay nó thích con nào nó rủ xuống ở chung với nó luôn được. Cái gì ghê vậy em? Đó, nó khiến nó chị em sợ quá, em sợ quá. Không, nhưng mà cái này là cung tiêu điều mà em. Ngày xưa nó là cung bò cạp, bây giờ nó mới là cung tiêu điều. Nhưng mà tại sao? Là tại vì gần đây có hai con tiêu phi với điều phi nó mới chết ở dưới giếng. Chị sợ không? Sợ. Em sợ quá. Sợ. Em sợ quá. Sợ quá, sợ quá. Trời, cái mặt mày không có cảm xúc luôn á. Em kể chị nghe về con tiêu phi. Sao chết vậy? Con tiêu phi ngày xưa bán bánh tiêu, hoàng hậu thấy được tuyển vào cung. Rồi sao? Sau đó vua sủng ái bởi vì nó biết làm bánh bò. Sau đó ê xí nha, thấy bị trớt trớt nha, nó bán bánh tiêu mà mắc mới gì tới bánh bò nữa vậy. Bánh tiêu bánh bò cùng một chỗ mà chị, hai cái đó phải bán kèm, khách nó mới ăn nhiều chứ chị. Không rồi, đỡ ngán, đỡ ngán. Sau đó hoàng hậu tìm cách đưa nó về cung bò cạp này, lấy một cái ca nước. Ờ, cái gì đâu, giếng. Trời đất ơi, thấy chưa, nó khiến gì ơi, em sợ quá, em sợ quá. Sau đó mới lấy một ca nước tạt vô mặt con nhỏ. Nó vờ mái tóc, nó bèn lẻn ra giếng, nhúng đầu xuống, gội đầu. Trong lúc nó gội đầu, hoàng hậu đi ngang làm gì? Xô hả? Không, xô thì nói làm gì? Đập từ sau lưng. Đập từ sau lưng thì nói làm gì? Vậy, đạp. Đạp thì nói làm gì? Vậy chứ sao? Đi ngang hát xì cho giật mình rớt xuống giếng chơi được không? Em sợ quá, em sợ quá. Bỏ cái sợ đi, cái sợ không có cảm xúc gì hết trơn. Rồi tiếp thôi, tiếp. Con điều phi, gia đình bán một điều, rồi cũng đi vô đây. Rồi hoàng hậu cũng tìm cách đưa nó ra ngoài giếng, soi mặt xuống đáy giếng. Hoàng hậu đi ngang, đập tai, đập mũi, nó hết hồn,
lâu. Trời đất ơi, thấy chưa? Đó, khiến đó, khiến đó, em sợ kêu quá. Kêu rồi, ai da, cái gì mà dính nào nùi nùi vậy nè. Đây nè, đây nè. Cái gì mà... Lấy ra. Lấy ra. Lấy ra, ừ. Cái gì mà nùi rồi nè. Trời ơi, mệt ghê vậy đó thiệt á. Đốt đèn với con mẹ này chắc cháy hoàng cung. Trời ơi, em đi qua đi lại hoài chi vậy? Vậy cầm cái đèn phải đi mình vậy nè, thấy không? Cho nó thướt tha. Em ơi, em cầm cái đèn em đi không có đàn ông gì hết trơn trời à. Không lẽ đốt đèn đi vậy trời. Đi gì gánh nước vậy trời. Thôi bỏ đi, kể tiếp câu chuyện đi. Bỏ câu chuyện cái đèn qua bên dạ, cái chuyện nha. Dạ, câu chuyện ở đây là hết. Ông chỉ muốn nghe tiếp theo á. Hết rồi. Không phải, cái tiếp theo là điều sao? Đã chết luôn rồi. Hai đứa rớt dưới, hai đứa rớt dưới. Từ ngày đó cái giếng này không ai bẻn mạng đến gần. Nói cái gì từ nãy giờ không hiểu gì hết trơn trời á đó. Trời ơi. Cái gì? Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi chị ơi. Cái gì vậy? Chị ơi. Cái gì vậy? Hả? À. Má hả? Má hả? Có một bông trắng vừa đi ngang. Bông trắng đâu? Cái gì vậy? Bông trắng đâu? Bông trắng. Hoàng hậu phải không? Chính ta đây, thành công thêm một ca nữa rồi. Ồ, tốt lắm, ta có lời khen, làm như vậy là rất tốt. Khen cái đầu nhà ngươi đó. Dạ. Những cái câu đó phải do ta nói mới đúng. Dạ quên, con quên, con là đầy tớ. Dạ. Hoàng hậu khen con lại đi. Làm tốt lắm, có chí khí, ta có lời khen. Con vui lắm, con vui lắm. Hoàng hậu. Hồi nãy con hù nó là dưới giếng có ma. Nó sợ quá, xỉu. Ta hù, chứ ngươi hù hồi nào? Thì con biết mà, những cái người phải cái mặt như thế nào hù nó mới sợ chứ. Ngươi nói vậy là sao? Ta đã che cái mặt ta lại rồi mà nó vẫn sợ. Tức là... Khi mà mở cái mặt ra là nó chết luôn đó. Ngươi nói vậy là sao? Không hả? Phải. Ta đường đường là một hoàng hậu nghe chưa? Ý là... Nó sẽ sợ hoàng hậu và nó chết luôn. À, nó sợ cái thần khí của cái ta. Cái thần thái, cái sự biến thái của hoàng hậu. Cái sự thông thái của hoàng hậu. Nói hay lắm, ta có lời khen. Hoàng hậu ơi, hãy nhìn kỹ đi. Chưa có con phi tần nào ngủ xấu như nó. Cái gì ngủ hồi nào? Xỉu. Nó không xỉu, nó cũng xấu mà. Không biết tại sao, hoàng thượng nó có thể sủng ái một cái con này. Chắc là nó lạ. Tại sao nó lạ? Bởi vì nó xấu. Trời ơi, nó là Nam Phi, em của con Châu Phi, mới được tuyển vào cung. Em nghe đâu cung mình mới tuyển thêm một con nữa kìa. Tên gì? Hành Phi. Hành Phi à? Gia đình nó bán hủ tiếu Nam Giang đó. Hình như con nào tuyển vào cung cũng biết làm đồ ăn hết trơn á. Bởi vì ta mới nói tại sao lại tuyển Hành Phi. Hành Phi rất là hôi mà tại sao hoàng thượng lại sủng ái. Ôi cha, ông thích cái mùi đó hoàng hậu ơi. Rồi một thời gian nó sẽ tuyển thêm con Tỏi Phi. Thôi, nặng mùi lắm, nó không chịu đâu. Cái tên này, không, cái con này, nó đã xỉu rồi. Bây giờ xử lý nó như thế nào? Trấn nước nó, giết nó, hay lột da? Lột da ngươi á. Khâu mỏ ngươi lại đấy biết chưa? Ta đang suy nghĩ, tối nay hoàng thượng không gặp được ả. Hoàng thượng sẽ thắc mắc, chúng ta sẽ nói rằng ả đã bị trúng phong mà chết rồi. Cắt chỉ, mở miệng. Không chết hả? Giờ mình lôi xác nó vô nha. Đúng rồi, rồi lôi đi rồi. Người lôi đi. Trời, con gái thiệt, lâu em mới nổi nó thương công. Gái thiệt hả? Thiệt chỗ nào? Thì bên trong là sự yếu đuối. Mệt quá đi. Xác bướm hồn cô. Rồi, lôi không nổi phải không? Ta lôi cho, riết người ta có tưởng ta là con ở của nhà ngươi không à. Nói vô đi. Mà sao lôi được? Phụ ý. Trời ơi, chán ghê vậy thiệt á. Đi, đi, hai ba, đi. Khoan sao khó vậy nè, đi nè, đi. Bây giờ mình thống nhất một hướng đi hoàng hậu. Bây giờ hướng này đi, hướng này gần nè. Ừ, hoàng hậu đi hướng đó nha. Ừ. Rồi hai ba, con đi hướng này. Đáng đi nè, hai ba. Trời ơi, lao nhà luôn hả? Có cách gì mà mình kéo cho nó đúng cái hướng chứ. Giờ kéo hoài không đi gì kìa. Giờ thống nhất qua bên đây nè. Còn bên đó phải không? Ừ. Rồi làm lại nè, hai ba mình làm lại nè. Rồi nè, hai ba, đi.
Nặng quá vậy. Ôi ôi, cái chỗ lau nhà hiện đại quá. Trời ơi, con yêu nghiệt, ốm mà ăn cái gì mà nặng xương quá. Mệt quá. Thành công rồi. Hoàng hậu ơi, như vậy là kể từ ngày hôm nay ta nói cho người biết nha, ả nào được hoàng thượng sủng ái ta đều sẽ nhát ma để ả xỉu, và ta luôn luôn là người được hoàng thượng sủng ái nhất. Thông minh, hoàng hậu thiệt là thông minh. Con vui quá. Ủa, ngươi vui là vậy đó hả? Chứ mà con vậy là vui hết mức rồi đó. Rồi lúc mà gia đình ngươi có chuyện buồn thì sao? Con sẽ khóc. Khóc sao? Mẹ ơi, mẹ chết rồi sao? Mẹ chết rồi sao? Đừng, mẹ đừng bỏ con mà đi. Mẹ chết rồi sao? Tại sao ngươi không chết trước mẹ ngươi đi ha? Tại vì mẹ con bị con tức mà chết. Bởi vậy ta cũng tức nữa mà. Thế nào ta cũng chết trước ngươi cho mà coi. Biết tại sao mẹ con tức không? Tại sao? Tại ba con chết cũng khóc y chang vậy đó. Bởi vậy, phải chi? Giọng quen quen. Ủa? Sao cái tiếng này như ta nhớ là ta đã triệt rồi mà tại sao vẫn còn cất tiếng ở đây? Ôi, con sợ quá. Gì đâu mà sợ? Ôi, hình như có một con... À, con mẹ nhận những cái gì đó. Mẹ ơi, tại sao gậy ông đập lưng ông? Con sợ quá. Ta đi nhát sợ quá. Sợ là bơn nhăn cái mặt. Trời ơi, chết là làm ơn. Nó chết chưa? Bị bệnh gì mà nó chết luôn rồi. Hình như nó bị bệnh tim. Trời ơi. Chết luôn vậy là sao? Ha, được, bây giờ cho mấy người chết luôn nha. Để ta. Mày xạo hả mày? Mày hại người mày. Thổi cho ra luôn. Mệt quá. Ái Phi. Dạ. Làm gì Ái Phi mồ hôi vã ra như tắm thế? Hoàng thượng ơi, ở miền sao bữa nay trời nóng quá Hoàng thượng. Hoàng thượng thấy nóng không? Chứ thần thiếp thấy nóng dữ lắm luôn á. Ra đây ngắm trăng. Nóng thì có nóng đó. Dạ, mà Hoàng thượng tới khi nào vậy Hoàng thượng? À, ta tới từ lúc nàng dùng cái mặt bàn này để lắp cái miệng giếng đó mà. Thấy hết luôn hả? Ừ. Hoàng thượng ơi, ta đang thắc mắc một điều. Nàng tướng rất là mảnh mai ha, tại sao là có đủ sức khỏe như một lực sĩ có thể khiêng nổi một cái mặt bàn nặng như vậy? Hoàng thượng ơi, thần thiếp sợ quá cho nên cái nỗi sợ nó biến thành sức mạnh đó Hoàng thượng. Ai phi sợ cái gì? Thần thiếp sợ ma. Cái gì? Hoàng thượng ơi, Hoàng thượng. Ma? Đúng rồi, ở trong cung của thần thiếp có ma đó. Hai con ma nó xuất hiện luôn, làm sợ muốn chết luôn à. Chắc có lẽ là nàng có thấy lộn hay không? Không. Chứ hậu cung làm gì có ma? Có ma thiệt mà, hồi nãy hai con ma nó mới vừa nhảy xuống giếng, thiếp sợ quá, thiếp mới lấy cái bàn á, thiếp đậy lại, thiếp không cho nó leo lên nữa. Hoàng thượng ơi, nàng nói ta không có tin. Đâu, nàng mở cái nắp ra cho ta coi coi. Đừng mà hoàng thượng, đừng có mở ra. Tại sao không? Cứu! Hoàng thượng. Tại sao là có tiếng người? Không, tiếng con ma đó. Không,
Nó nghe rõ ràng là tiếng rất là quen. Không đâu, tiếng con ma nó nói ai mà cứu nó bắt đi theo luôn. Không được, ta phải mở ra coi mới được. Đừng ma quan thường. Tại sao không? Không có quen đâu, không có quen đâu thiệt. Con ma nó lạ lắm, lạ quá hả? Nhiều khi con ma nó lồng tiếng được, nó giả tiếng người này người kia hoài hả? Ta không tin, ở hậu cung có ma. Quan thường. Để ta mở ra. Mở không nổi đâu, trời ơi, mở không có nổi đâu mà, nghe đi. Mở không nổi đâu. Ta không mở được, nhưng nàng có thể. Mở ra. Lấy lên. Dạ, em mở hả? Go. Dạ. Go. Go. Bây giờ cứ trước cái chết thì ai cũng như ai thôi. Nhưng mà dòng một của ta bự hơn của ta lên trước. Đứa này vô gì đứa nó lên trước nè, không có chờ lại em đâu. Ta lên trước. Bé hả? Cứu thằng Thí. Ủa? Từ từ đi, hoàng thượng tới rồi. Cứu em. Cứu em. Sao cứu anh trước vậy quan thượng? Đứa nào đẹp đứa đó được cứu trước à? Anh ta ra trước. Ác mộng ướt sùng lạnh lẽo. Hoàng hậu ơi, có sao không vậy hoàng hậu? Tại sao là hai người là chết dưới chết rồi đấy. Hoàng thượng, xử cho thần thiếp đi. Con tiện tùy nè, hắn ác độc lắm. Hắn đã giả ma để hù dọa thiếp với lại tên Trương Hổ này á. Rồi xong rồi hả, thiếp với tên Trương Hổ sợ quá mới nhảy xuống giếng trốn. Ai ngờ đâu là xém chết. Hắn còn đậy mặt giếng lại để cho thần thiếp không có lên đường nữa đó hoàng thượng à. Ai thi chuyện này có thật hay không? Hoàng thượng à, ở đây. Ở đây ai cho người lên tiếng? Hoàng thượng. Sao? Hoàng thượng ơi, thần thiếp xin hoàng thượng cho thần thiếp lật bài ngửa. Trời ơi, thấy chưa? Bệ hạ thấy chưa? Đã ám hại thần thiếp mà bây giờ còn cho đánh bài nữa. Trời rủ bệ hạ cho đánh bài. Đánh bài hồi nào? Ta đánh bài. Em nói. Lật bài ngửa. Đây ai cho ngươi lên tiếng? Đánh bài hồi nào hả? Ngươi nói là lật bài ngửa. Lật bài ngửa là ta dạch mặt nhà ngươi đó. Trời ơi, thấy chưa? Đánh bài sao còn dạch mặt thiếp nữa? Cái đâu dạch mặt à? Dạch cái gì hoàng thượng? Làm xuống. Hoàng thượng ơi, hôm nay á thần thiếp nói rõ luôn nè. Thì ra tất cả những vụ án ở trong cung này á, người nào chết, Tiêu Vi chết, Điều Vi chết, tất cả là do hoàng hậu. Cái gì? Không phải, hoàng ức quá, không phải. Hoàng hậu lúc nào cũng muốn sự sủng ái của hoàng thượng á đó, cho nên á là hại chết những cái phi tần khác ở trong cung này. Không, không, không. Có, mày nói dám nói không không? Dám nói không không? Không có gì là dối gian ở đây cả, đó là một sự thật. Đó hay chưa? Trời ơi, cái tên Trương Hổ này vậy ngươi, tại sao người lại đáng đứng đây chứ hả? Hoàng thượng. Em xuống dưới giếng, em biết là hoàng hậu ác với em như thế nào. Trời ơi, xuống dưới giếng mà đẩy người ta xuống trước hả? Em sợ quá. Em đâu có dây thần kinh cảm xúc rồi. Em sợ hoàng hậu quá. Ngươi nhanh tập được rồi. Em sợ hoàng hậu quá. Ngươi phải cảm ơn ta, bởi vì nhờ ta mà ngươi mới có cảm xúc lại đó. Đi đi, ác phụ. Khốn kiếp à. Chưa hết đâu hoàng thượng. Cái tên này nè, cái tên này là Hai Mang. Do hoàng hậu cài qua kế bên em để mà định giết em luôn á hoàng thượng. Thương hổ. Dạ. Ngồi dậy. Đã giới tính lập lờ rồi hà mà còn Hai Mang nó ai chịu nổi. Trời em xỉu chứ, em mệt quá mà em ướt sũng, em lạnh lẽo, em xỉu chứ. Đứng dậy. Em đây. Hoàng thượng. Chuyện Ai Phi nói có đúng hay không? Khá sai, sai rồi, sai dạ, rồi. Dạ thưa hoàng thượng. Sao? Kể từ ngày Trương Hổ theo hầu hoàng thượng tới ngày hôm nay, không dám nói dối nửa lời. Ừ. Rồi sao? Thật ra Tiêu Phi và Điều Phi sao là đều do hoàng hậu thủ tiêu. Hả? Sắp tới, gì? Sắp tới hoàng hậu còn biểu em quầm luôn Nam Phi, rồi Châu Phi, rồi Hành Phi, Tội Phi. Tất cả con nào biết nấu đồ ăn cho hoàng thượng ăn, bà triệt hết. Hoàng hậu. Dạ.
Tại sao hoàng hậu là có thể giả ma giả quỷ làm loạn hậu cung vậy? Tại vì Trương hậu xúi. Trời Trương ơi. Hậu nói là bây giờ nếu như mà hoàng hậu không làm điều đó thì thế nào hoàng hậu cũng bị đày vô lãnh cung, cho nên là thiếp mới nghe lời của Trương hậu, là Trương hậu xúi thiếp làm hết. Đó không phải là một sự thật, Trương hậu. Dạ có hậu. Có đúng hay không? Dạ đúng. Gật đầu rồi. Dạ đúng. Đó không phải là một sự thật. Dạ đó là một sự thật. Hoàng thượng ơi, tất cả là do hai người này hết trơn, mình chém đầu cả hai đi hoàng thượng. Thôi được. Nghĩ tình hoàng hậu cũng lo cho ta bao nhiêu năm qua. Dạ. Và cả hổ nữa. Tội chết có thể tha. Dạ. Tội sống thì không có miễn được. Dạ. Nghe ta xử đi. Dạ hoàng thượng. Bắt đầu từ ngày mai. Dạ. Hoàng hậu để tình thái giám Trương hổ hãy dùng cát lấp đầy miệng nghĩa này cho ta. Không sao, cái giếng đi cạn lắm. Cạn bao nhiêu mét vậy hoàng thượng? Chị ba, chị bảy. Giếng cạn lắm chị ba, chị bảy. Không sao. 1000 mét thôi. Làm cây số. Cái gì? Cái giếng như vậy mà 1000 mét thì biết bao nhiêu năm thì mới lấp đầy được cái giếng đó hả hoàng thượng? Không lẽ từ đây đến cuối đời con phải lấp cát miệng giếng chung với bánh bèo này sao? Trời. Đúng như vậy. Đi liền. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Gương kia bà đẹp nhất trần, ngày nay hoa hậu muôn phần đẹp hơn. Gương thần mà bây giờ cũng bày đặt phản phé ta, dám chê ta xấu à? Thái giám đâu rồi? Trời ơi trời, cái gì vậy trời? Ta đang gọi đầu ở chổng là gì kêu giật ngược ra vậy trời? Trời ơi thái giám. Dạ. Con là người cận thần trung thành của ta. Đúng rồi. Hãy nói một cái sự thật hiện giờ. Dạ sao? Hãy bình luận về sắc đẹp của ta đi. Ta có đẹp không? Bình luận về sắc đẹp của hoàng hậu hả? Về cái vấn đề này thì cho thần no comment được không? Không comment hả? Dạ. Vì like cái được không? Thôi like dạo cái cũng được. Like. Trời ơi, ôi ta nói vậy thôi, cho ta thích cái lời khen thực tế của thái giám. Tại thái giám là một người rất là trung thực, rất là chân thành. Nói cái gì là đúng cái đó. Bởi vì thái giám, hãy nói sắc đẹp của ta đi. Ta như thế nào, ta có đẹp hay không? Trời khổ ghê vậy. Ở trong cung điện này đó, bắt thái giám làm cái gì cũng được hết. Bắt hầu hạ cỡ nào cũng được hết. Nhưng mà mỗi lần mà kêu bình luận về cái sắc đẹp của hoàng hậu đó, nó khó lắm. Khó cái gì đâu, ta năn nỉ mà. Tại vì hoàng hậu có biết sao không? Sao? Cái mái tóc của thần đã dưỡng bao nhiêu năm nay rồi nó mới được như vậy. Mà bây giờ bình luận thật một cái đó, thần sợ không còn tóc để mà dưỡng. Trời ơi, cứ nói thật lòng đi, sắc đẹp của ta như thế nào, hãy bình luận đi. Hãy cho một cái lời khen chính xác nhất, cho ta lời khen đi. Ta như thế nào, ta có đẹp hay không? Vậy để thần tạm gạt bỏ hết những cái dối trá trong đầu mình. Đúng dành dụm một ít chút xíu nào đó là sự thật của một vài điều quan tưởng mà viễn tưởng hoặc là nó tưởng tượng ở đâu đó. Ủa mà thần nói cái gì vậy ta? Trời ơi là sao? Cuối cùng cái câu đúc kết cuối cùng là ta có đẹp
Hoàng hậu đẹp dã man luôn. Ta cảm ơn thái giám. Dạ. Ngươi đúng là một người trung thành và chân thật nhất. Dạ. Đã khen được cái nét đẹp của ta. Ta biết dạ. Mà ta đẹp quyền uy, ta đẹp lộng lẫy như một cái bẫy như vậy. Tại sao cái gương thần kia nó dám chê là ta xấu? Cái gì vậy? Sao dạ. Mắt ói vậy? Dạ không, hồi nãy á gội đầu lỡ nuốt chúng xà bông nên nó nhợn. À vậy dạ. Hả? Thái giám. Dạ. Trái táo đâu, mua chưa? À táo hả? Táo trị thần đã lặn lội khắp nơi, đã mua được về đây rồi. Hoàng hậu chờ chút xíu nha. Rồi cái gì vậy? Cái trái táo mà nhét ở đâu vậy ông? Giấu kỹ. Trời ơi bà ơi, bà giấu ở đâu vậy bà? Để thần thần ráng rặn cho nó ra. Hả? Trời ơi đừng nói là nhét trong chỗ đó nha. Không có. Trời ơi, nhét vô cái đai nè mà bữa giờ không có giảm cân, bụng bự quá nó bị chặt, phải dán rặn hết bụng lại nó mới lọt ra. Ôi là trời ơi. Dạ đây táo đây. Quan hậu, táo này có phải là táo độc không? Dĩ nhiên là táo độc rồi, không cần tẩm độc. Thần lặn lội đi qua một cái vương quốc bạn đó mua về, tại vì cái quân vương quốc đó nổi tiếng là hả tẩm quá chất, tẩm chất độc vô thức ăn cho người ta ăn bị độc chơi vậy đó. À đúng rồi. Dạ. Ta rất là thích trái táo này. Dạ. Bởi vì bây giờ mình sẽ cầm trái táo này. Dạ. Phải cho con Snow White. Dạ. Biết con Snow White không? Trời, con Snow White làm gì không biết, Bạch Tuyết với con nào? Đúng rồi, con Bạch Tuyết đó cho nó ăn quả táo này cho nó chết. Trời ơi, tại sao hoàng hậu lại cho con Bạch Tuyết ăn táo độc? Tại vì ta muốn trong vương quốc này chỉ có ta là một con nét đẹp vĩnh cửu, vĩnh hằng và vĩnh viễn. Con Bạch Tuyết không thể nào qua mặt cái sắc đẹp ta được. Cái gì mà ói nữa vậy? Dạ không, hồi nãy chắc đi lửa táo đó, cái chất độc nó bốc lên, cái hửi chúng cũng bị trúng thật. Trời ơi, nhưng mà nói cho hoàng hậu nghe nè, hoàng hậu bỏ ý định đó đi, nghĩ sao để tiêu diệt con Bạch Tuyết để cho cái sắc đẹp của nó bị tàn phai, là hoàng hậu đẹp nhất hả? Bỏ đi hoàng hậu ơi. Ủa, trên đời này nói thiệt, không có con Bạch Tuyết cũng có cả tá con khác nó đẹp hơn hoàng hậu. Trời ơi, Bạch Tuyết nè đẹp lộng lẫy da nó nha, nó trắng không cần sức kem trộn ha, còn cái mặt nó ha son đỏ tự nhiên, không có xăm môi đó, rồi ha tóc nó đen tự nhiên không có nhuộm. Còn hoàng hậu, trời ơi, nhìn kỹ lại đi, bà đi sửa 80 lần rồi mà làm như sửa bị lố hay sao á, cắt mắt gì đâu mà nó trợn ngược lên tới đây nè, đi xăm chân mày, mà cái chân mày nó xăm cái kiểu gì vậy? Người ta xăm dấu ớ, chắc bà xăm dấu hỏi, dấu ngã gì đó. Cái mỏ bà đó, bà bơm môi, bà bơm cái chất gì ở trỏng mà bây giờ nó thừ lừ à. Bà gốm lắm bà biết không? Cô nói thiệt với bà bỏ ý định đi hại người ta đi, hại người ta mang thêm tội ác, làm cái bản mặt mình xấu đi nữa. Trời đất ơi. Quân đâu? Quân đâu? Hoàng hậu kêu kìa. Hả? Dám kêu là ta xấu à? Không có, thần chỉ nói sự thật thôi mà. Buộc miệng đừng nói sự thật thôi. Trời ơi, tại sao nhà ngươi dám nói ta xấu? Dạ không. Trời ơi, ta căm phẫn ngươi. Cuộc đời của ta, ta chỉ thích nịnh thần thôi. Trời ơi, bởi vậy nó mà ta đẹp ta mới thích ha ha. Trời ơi, nói hoàng hậu rồi, hoàng hậu thích nịnh thần. Hoàng hậu ơi, hoàng hậu ơi, hoàng hậu làm gì vậy? Hoàng hậu ơi, ý đúng cái táo này, cái táo độc ở ta, táo của nước bạn. Người y đâu? Cứu hoàng hậu. Trời, chưa có người phụ nữ nào mà đảm đang như mình. Mình đứng, mình múc nước giếng thôi mà mình cũng ngủ đứng, ngủ ngồi nữa trời. Ngủ gà, ngủ gật. Trời, mà sao trong giấc ngủ có chút xíu vậy thôi đó. Chỉ vài phút thôi mà mình cũng có một cái giấc mơ thật là khủng khiếp. Trời, sao trong cái giấc mơ mình lạ lùng vậy ta? Bạch Tuyết thì bảy chú lùn. Hình như kiếp trước mình làm như có cái làm bà gì ghẻ vậy sao nè. Kiếp này cái mình mơ bà hoài à. Mà sao thấy bà ác quá trời ác. Cái cho ăn cái táo, Bạch Tuyết cái chết. Ý chùa, cái ác này ác đơn giản quá, không ác bằng mình. Ý Cam ơi, Cam ơi. Gì vậy mẹ? Cam ơi Cam. Gì vậy mẹ? Cam đâu rồi? Con đây nè. Trời
mẹ đẹp sẵn rồi, đâu có cần trang điểm nữa làm gì đâu. Nè, trời, con biết lúc nãy mẹ mơ gì không? Mẹ mơ gì ạ? Trời ơi, mẹ mơ hả? Mẹ mơ thấy mụ gì ghẻ trong bà Tuyết bà chú lùn. Mà mẹ ngồi mà suy nghĩ hoài hà. Trời ơi, cái mụ gì ghẻ trong đó không có ép. Bỏ cho ăn cái táo rồi cái bà Tuyết chết. Kiểu đó thì người ta cũng phai đao ra, người ta tìm ra được cái người mà giết bà Tuyết đó là mụ gì ghẻ. Còn thời nay mẹ cũng là mụ gì ghẻ, nhưng mà mẹ có cách hại sát hại của mẹ mà không ai biết được. Mẹ hay yêu quá à. Mẹ cách gì vậy mẹ? Trời, cái cách này hay lắm con ơi. Mẹ nói con nghe đi. Trời, cái cách này đã thâm độc mà thâm sâu mà thâm cung mà bí hiểm lắm con ơi. Thâm tích quá à. Con là con của mẹ, mẹ sẽ dạy cho con. Dạ. Cách nhiễm độc của mẹ để sau này con noi gương mẹ mà con học tập nghe chưa? Dạ. Nè, con lại đây. Sao mẹ? Nè, con thấy cái rau này xanh và đẹp như vậy không? Dạ. Sao mẹ? Mà con không được ăn rau này nghe chưa? Ủa sao vậy? Con thích ăn rau mà. Trời ơi, ăn rau là xanh là đẹp người, nhưng mà cái rau này là con không được ăn. Tại vì người ta đã phun thuốc trừ sâu và phun thuốc tăng trưởng quá liều. Khi con ăn cái rau này vô, con sẽ chích dần, chích mòn, con biết không? Ôi, thấy ghê quá vậy mẹ. Ghê lắm. Rồi bây giờ con chui trong phòng của mẹ đó. Ở dưới gầm giường sẽ có một rổ rau xanh mát. Là rau đó là để làm gì mẹ? Cái rau đó là dành cho mẹ con mình ăn. À, cái rau đó là rau không có quá chất, rau không có phun thuốc trừ sâu quá liều. Đó, bây giờ con lặp lại cho mẹ biết. Hai loại rau, mình nên dùng loại rau nào và không dùng loại rau nào nè. Rồi, mẹ nói một lần là con nhớ liền luôn. Ừ. Bây giờ là hai loại rau đúng không? Ừ. Là bây giờ là cái rau mà sạch ở trong gầm giường đó. À. Là để cho con tầm nó ăn. À. Cái đống rau này là hai mẹ con mình ăn. À đúng rồi. Mẹ thấy con khôn không? Trời ơi trời, bà ăn cái gì mà sao bà ngu vậy bà? Vậy bà hoài bà làm như bà bị thiểu não hay sao trời? Con nói gì là ngược rồi. Cái rau này là cho con tầm nó ăn. À à. Còn cái rau ở trong kia là hai mẹ con càm ăn. Rồi con nhớ rồi. Nhớ hiểu rồi. Chưa? Dạ hiểu. Ừ. Rồi. Vậy hoài à, mà làm như cái chân bà dài mà cái não bà ngắn mà cục sao trời. Ôi kệ nó, bây giờ cái não không cần biết, con biết là con đẹp là được rồi. Ừ. Đó mẹ, mẹ thấy hôm nay con gái của mẹ có đẹp không? Ừ, đẹp. Trời ơi, ta nói nhìn con giống như con bướm vậy đó. Trời ơi, bay lượn hai cánh hay cưng quá hà, đi đâu mà đẹp vậy bà? Hôm nay là con bướm của mẹ đó, là đi chơi game show. Hả? Con đi chơi game show hả? Game show có cái tên là đi tìm người ác nhất. Trời ơi, vậy lạ hả? À? Hai mẹ con mình đi thi game show chắc đậu giải liền. Đúng rồi, mẹ là khỏi công ty là cũng đậu luôn á. Mà ai mà ác bằng mẹ đâu. Mà không biết sao ta không mời mẹ mà ta mời con ta. Vì con đẹp mà người ta mời con. Trời ơi, con thi game show đó hả? Ủa, con đi hả? Dạ. Con cho mẹ đi với. Mẹ đi lên đó mẹ cổ vũ con. Thôi thôi thôi, mẹ đừng đi. Trời ơi, cái gương mặt của mẹ mà ngồi đại diện cái màn hình đó nghe, người ta vừa thấy mẹ cái lần người ta cho con đậu giải liền à. Ủa sao vậy mẹ? Tại mẹ đẹp độc mà địa đó. Đẹp độc địa luôn á mẹ? À, đẹp mà độc địa luôn đó. Thấy không? Người ta đẹp độc đáo, còn mẹ đẹp độc địa mà địa không ai dám địa đó. Ở vậy tới hai mẹ con mình đi đi. À, mẹ đi lên đó hả, mẹ cổ dạ. vũ cho con nè. Trời ơi, mỗi lần mà con thi không biết thắng hay thua, mẹ cứ áp đảo tinh thần mọi người. Ê, con là chiến thắng, con là chiến thắng. Mà ban giám khảo hả, không cho con điểm cao hả, mẹ giạt lên, mẹ dằn mặt ban giám khảo. Ban giám khảo chỉ nhìn mặt mẹ, sợ quá cho con đậu luôn. Trời ơi, mẹ hay quá vậy, vậy cho mình đi liền đi mẹ. À, mẹ con mình đi nha. Dạ. Gì vậy bà? Con chào mẹ. Mẹ cho con đi thi game show nghe mẹ. Ủa sao kỳ vậy? Ủa của con cũng đi nữa hả? Dạ, con đang rất cần cuộc thi game show này đó mẹ. À, con muốn đi game show con. Dạ. Đúng rồi, con là con của mẹ mà. Mẹ cho con càng đi thì mẹ phải cho con tầm đi chứ đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ đó, mẹ có một cái số việc mẹ muốn nhờ con làm. Con làm giúp... được hết. À, con giúp cho mẹ. Xong rồi mẹ sẽ cho con đi chơi nha. Dạ. À, game show là chuyện nhỏ thôi. Nè, Trang, con vô trong phòng của mẹ đó, con lấy rổ rau ra cho mẹ đi con. Dạ. Ừ. Bây giờ con giúp gì cho mẹ hả mẹ? Đây, con ra con lấy cái rổ rau cho mẹ. Mẹ ơi, rau đây mẹ ơi, nặng đây, quá đây. Mẹ ơi, phụ con mẹ. Đây, con vô con lấy cho mẹ một rổ ổ qua nữa con. Đó.
này làm cái gì mẹ? Trộn mấy cái ủ qua này lại với nhau này đó. Rồi à, ngày xưa trong chuyện tắm cám á, là cô tắm trước khi đi chảy hội á, là phải nhặt đậu xanh ra đậu xanh, đậu đỏ ra đậu đỏ, rất là phức tạp. Còn ngày nay mẹ sẽ làm đơn giản hơn, mẹ trộn hai loại rau, một loại rau sạch và một loại rau có thuốc tăng trưởng. Bây giờ con nhặt hai loại rau riêng ra, rau sạch ra rau sạch, rau có kích thích tăng trưởng ra kích thích tăng trưởng. Rồi đây ủ qua cũng vậy ha, con lựa cho mẹ ha. Ha, cái nào ra cái đó ha. Ủa rồi sao con biết để lựa? Cái nào nó cũng giống như cái nào thôi. Nó có cách, có cách hết. Mà cái đó là cách do con chọn nha. Bây giờ mẹ đi nha. Lẹ lẹ con mẹ ở nhà nha. Bây giờ con ráng lựa ha. Mẹ đi chơi game show ha. Hẹn gặp con ở game show. Bye bye nha. Chị ơi, đi mẹ ơi. Trời ơi, nó mở đây mà nó lựa cái rau này mẹ nghĩ. Mẹ game show xong còn chưa lựa được nữa. Mẹ ác với con dữ vậy mẹ ơi. Khổ gì trời. Bây giờ làm sao mà biết được cái nào có thuốc và cái nào không có thuốc. Nhưng mẹ ác với con dữ vậy. Con là cô Tầm mà, chứ không phải cô Tắm ngày xưa đâu. Khổ quá vậy. Ước gì bây giờ có ông Bụt. Ước gì có ông Bụt. Ông Bụt sẽ giúp ta. Ông Bụt sẽ biết đâu là có thuốc và đâu là không thuốc. Trời ơi là trời. Không có giỡn. Trời ơi đâu là thuốc, đâu là bao nhiêu. Ô quá nhì. Trời ơi, đang luyện phim nè. Ở đâu có quá nhì ở đây vậy? Quá nhì à? Nói vậy đây là cô... Cô hồn các đảng. Dạ. À, cô Long. Cô Long cái gì? Ta như vậy mà là quá nhì à? Chứ ông là ai? Ta chính là ông Bụt đây. À, ông là ông Bụt. 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 Thì bốt. Trời ơi, cái chữ nó dễ gần chết mà đánh dần kỳ cục vậy. Ta là cái bục là khác, cái bục là cái chỗ người ta ngồi là u cờ út bờ út bút nặng bột. Còn ta là bụt, u tờ út bờ út bút nặng. À thì ông đánh dần cho nó đúng cái gì. Đúng. Bục với bụt khác nhau gì. Tóm lại bây giờ ông là ông bục hay là ông là ông. Ta chính là cái ông. Chào ông. Ông Bụt ơi, ông Bụt cho con biết là thời buổi này có Bụt hả? Thôi ta mình phát âm cho chuẩn lại chút xíu. Tại ông à, bây giờ ông muốn Bụt hay là ông muốn... Thôi bây giờ kêu gì cũng được, kêu ông gì cũng được nha. Dạ. Bỏ cái chữ đó ra đi nha, nha. Không, con không tin ông là ông Bụt. Tại sao? Nếu ông là Bụt thì chim của ông đâu? Chim nào? Vậy là ông không phải là ông Bụt rồi. À, cái bầy chim mà đi theo ta đó hả? Đúng rồi. Mấy con sẻ đó hả? Yên tâm đi, bây giờ ta đi một thân một mình không có chim. Tụi nó ở không đi vô chùa hết rồi. Ủa vô chùa chi vậy ông? Kinh doanh 40.000 một lòng. Mấy con chim ta nuôi hay lắm. Để cái lòng chim của nó bán cho bá tánh xong, thả nó bay khoảng chừng 10 phút, tự động nó chim nó bay về lòng lại. Rồi ai lấy tiền đó? Bá tánh lấy. À. Ta huấn luyện chim vậy thôi, cho có công ăn chuyện làm chứ ở không ngoài cũng tội nghiệp nó. Còn cái chuyện gì nhà ta giúp đây. Ông ơi, bây giờ á mẹ con bắt con á phải lựa cái đống rau này ra, cộng nào có thuốc và cộng nào không có thuốc. Lựa đống rau này. Dạ. Cộng nào có thuốc, cộng nào không có thuốc. Theo ông cộng nào thuốc và cộng nào không thuốc. Chà. Chà. Như vậy là mệt chim ta rồi. Chim của ta nó chỉ chuyên lựa đậu thôi. Bây giờ rau thì bà nội nó biết. Chết rồi mà, mình phải có cách nào cứu con chứ. Cho con trễ giờ con đi chơi game show. Ta đã xuống đây là có ý muốn giúp nhà ngươi rồi. Yên tâm đi, ta sẽ suy nghĩ. Ta đã có cách. Cách gì vậy? Rất dễ. Nhìn trong đống rau nè, kiếm cọng nào mà bự thiệt bự, sắc nhỏ ra đi nấu canh cho ta uống. Nếu mà ta uống vô, ta bị trúng độc, đưa đi cấp cứu thì cộng đó là cộng có thuốc. Hiểu không? Rất là bụt.
Là Bụt sao? Hay quá. Nhưng con nói cho Bụt nghe vậy, nếu cái chén nào mà có thuốc, con sẽ không đưa cho Bụt uống đâu. Tại sao vậy? Con sẽ đưa cho mẹ con uống. Bởi vì mẹ ác với con quá. Cái gì vậy? Trời ơi, sao tự nhiên con ác lại với mẹ con? Tức nước dở bờ Bụt ơi. Không được. Con là tên Tầm, nhưng mà cái cốt của con kiếp trước là Tấm. Kiếp trước của con là một cái người hiền lành, con hiểu không? Con không cần biết, đóng vai hiền nó khó đối với con lắm. Không được, con phải là đào đẹp, con phải là một cô đào dễ thương. Con không thích đào đẹp, con không thích đào dễ thương. Con thuốc mẹ con hả? Con không phải thuốc, mà cái gì cũng có giá của nó thôi. Ép con quá thì phải lãnh hậu quả. Thôi cái chuyện này từ từ tính đi, còn có gì nhờ ta nữa không? Còn cái này. Này là sao? Thì trái nào có thuốc và trái nào không có thuốc. Cái này, trái nào có thuốc, trái nào không có thuốc. Dạ. Cái này mới dễ nè, cái này khó chứ cái này dễ ẹc à. Đây nè, con nhìn đi, con thấy trái nào mà héo, mà nhỏ, đó là trái không có thuốc. Còn trái nào mà đẹp, mà căng, mà bự, trái đó có thuốc. Cũng giống như lên mạng, con nhìn mấy con hot girl, con thấy con nào mà mặt nó căng thì căng, nó đẹp không tì vết, con đó có ra qua chỉnh sửa rồi. Đó, đứa nào mà đưa cái mặt lên mà còn chỗ này đen, chỗ kia đòi mồi, đứa đó là không có qua chỉnh sửa, hiểu không? Ôi. Quá dễ. Nhưng mà ông to quá, nhưng mà ông căng quá. Ôi, ông có bơm mặt không? Ê bậy, cái mặt này mặt tự nhiên nha, mặt tự nhiên. Mặt tự nhiên có phụt đó hả? Ừ. Sao? Thế này sao? Dễ không? Quá dễ. Vậy thì lựa đi. Con không lựa được. Tại sao? Trái nào nó cũng no tròn hết trơn. Trời ơi, làm sao con lựa đây? Trời ơi, má của con chơi cắt cớ thiệt luôn á. Nghĩ sao mà bỏ trái với nó vô như vậy? Chà. Bụt ơi, phải cứu con. Con sắp đến giờ đi thi game show rồi Bụt. Trời, nó còn không đi được game show này, con chết đó Bụt ơi. Quá dễ. Ta đã có cách. Cách gì Bụt? Con lột đồ con ra đi. Không phải, con lột đồ con ra, con đổi đồ với ta. Ta sẽ đổi đồ cho con. Con đi thi game show, còn ta sẽ ngồi đây, ta lựa rau, ta lựa mấy cái trái này. Mẹ của con vô, mẹ con thấy, mẹ con tưởng con còn ở đây, trong khi đó con đã thi game show rồi. Một tự tin quá. Ta làm được mà. Bụt ơi, một bữa trà bá lửa còn nhỏ xíu, bộ đồ này sao Bụt mặc vừa. Nói gì cái sắc đẹp, Bụt cũng không thể nào làm đẹp bằng con rồi, đúng không? Mặc một bự trà bá mà con nhỏ như cái chén. Vậy bây giờ làm sao? Con biết, Bụt phải cứu con. Phải cứu con hả? Bụt phải có trách nhiệm cứu con. Bà nội, Bụt cứu cũng không được nữa. Nhưng bây giờ con phải làm sao? Bây giờ ngồi đây, ngồi la, ngồi khóc, ngồi kêu Bụt hoài hả? Nè, hãy chống mắt lên xem ta là ai đây. Hey. Ông rảnh quá à, giờ này ông đi chạy bộ. Cứu con với. Biết ta là ai không? Trời, sao chạy vòng cái mặt ông thấy kinh quá à. Trông y mẹ con vậy. Mà sao ông thấy gớm nữa. Ôi em đừng có giỡn nữa. Xin giới thiệu, ta là mẹ nè con. Ủa mẹ đó hả mẹ? Chứ còn ai nữa. Ủa sao mẹ đang làm cái trò gì vậy? Mẹ đang làm cái trò 2 trong 1 đó con. Mẹ cũng là Bụt mà Bụt cũng là mẹ. Mẹ ơi, cái gì? Sao mẹ chơi cái trò gì kỳ vậy? Có gì đâu, có cái trò này đâu có gì đâu mà kỳ. Chỉ có trò này thì mẹ mới biết bản chất của con Tầm nó làm sao. Trời ơi, cái con Tấm ngày xưa nó đâu có ác như cái con Tầm thời nay đâu. Con nghĩ sao mà con lấy cái rau quái chất này hả? Rồi con nấu canh nữa, con cho mày ăn, cho mày chết, bất đắc kỳ tử hả? Trời ơi, xin lỗi đi ha. Con đừng có mà ác như vậy với mẹ nghe chưa. Nè, bây giờ con ngồi đây con lựa cái rau này đi. Con lựa tới Tết cũng không có một cái rau sạch nào đâu. Mẹ báo cho con biết, cái rau này là cái rau Tẩm quái chất hết rồi đó nghe chưa.